Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món bánh bột lọc kiểu mới, công thức mới. Món bánh này thì rất là dễ làm và để 2 ngày vẫn không cứng. Nguyên liệu dễ tìm và nếu cả nhà thích món này thì hãy vào làm cùng mình nhé. Mình có 200g bột năng, 200g tôm, 150g thịt ba rọi, một trái ớt sừng, một chén hành lá, đầu hành và tỏi một củ. Trước tiên mình đi ướp thịt và tôm 1/4 muỗng cà phê đường. Thịt cũng 1/4 muỗng cà phê đường. Hạt nêm 1/8 muỗng cà phê. Bột ngọt 1/8 muỗng cà phê. Muối 1/8 muỗng cà phê. Đầu hành 1 muỗng cà phê. Mình cho ớt bột vô, mình ướp cho nó đẹp. Mình cho dầu màu điều vô nữa này, mỗi bên 1 muỗng cà phê. Mình trộn lên, mình ướp 15 phút. Tôm này thì mình cắt làm 3, con nhỏ cắt làm 3, con lớn thì mình cắt làm 4. Lát nữa mình chẻ cái lưng làm đôi luôn, tại vì nó dày lắm, tôm bự này. Mình đi làm nước mắm, 1 muôi canh đường, thêm 1 muỗng canh đường, nước mắm 1 muôi canh, mình xài nước mắm Nam Ngư. Mình không có quảng cáo mắm Nam Ngư nhưng nhà mình thì lại thích ăn mắm Nam Ngư. 1 muôi canh nước mắm, nước thì mình xài 4 muôi canh. Mình cho 1/8 muỗng cà phê bột ngọt cho nó dịu. Nếu ai không thích thì mình khỏi cho. Mình khuấy cho đường nó tan. Đường tan hết rồi mình cho tỏi với cho ớt vô. Còn cái bánh bột lọc này thì ở quê mình không có ăn chanh. Nếu bạn nào thích ăn chanh thì mình bỏ chanh. Mình đi làm dầu hành. Mình chế dầu nóng vào trong hành. Mình cho 1/8 muỗng cà phê đường vô để cho nó ngọt ngọt dễ ăn. Mình cho một ít dầu ăn vô để mình xào thịt, xào tôm. Mình cho đầu hành vô. Lúc này đầu hành tôm ăn cũng thơm rồi, mình cho thịt vô mình xào này. Mình để lửa lớn để cho thịt nó không có ra nước. Xào thịt khoảng 2 phút, mình cho tôm vô mình xào. Thịt và tôm chiếm khoảng 80%, mình tắt bếp. Mình cho vào 1/8 cà phê tiêu cho nó thơm. Đây là 200g bột năng, mình đã chia làm đôi. Mỗi bên là 100g. Mình cho vào 1/4 muỗng cà phê muối gạt, 200ml nước và nước ở vòi. Mình khuấy đều cho bột và nước hòa hợp với nhau. Bột và nước đã hòa hợp với nhau rồi, bây giờ mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Mình cho vào chảo 200ml nước và nước ở vòi. Bây giờ thì nước bắt đầu sôi, mình tắt bếp. Mình đổ bột vô nè. Chén bột này mình vừa mới khuấy xong đó. Mình để, lúc này mình tắt bếp rồi. Cái này khuấy trùng là quan trọng. Nếu mà mình để lửa to là nó sẽ chín bột quá. Cả nhà ơi, bột của mình nó như vậy nè. Đó, thì mình cứ khuấy cho nó đều. Bây giờ thì mình cho xuống bàn rồi. Cái bếp từ của mình nó nóng lắm.
Đó, mình cứ khuấy cho thật là đều. Bây giờ cái phần bột mình nguội hoàn toàn rồi, mình cho cái bột 100g nãy mình chừa lại này. Mình cho làm 3 lần. Đó, mình khuấy đều lên. Cho nó hòa quyện với nhau xong rồi mình cho tiếp. Cứ một lần mình cho một ít thôi, cho nó dễ đều. Đó, bây giờ mình cho tiếp một lần nữa, mình cho khoảng 3 lần. Bây giờ bột của mình nó mịn này cả nhà. Mình cho vô túi bắt kem. Và nó mềm như vậy này. Đó, nó mềm như vậy mới được. Bây giờ mình đi nặn bánh nè. Đó, bột mình phải mềm như vậy mới được. Chứ nếu mà nó gian chín quá là không có nặn ra được. Mình cho một miếng thịt và một miếng tôm. Giờ mình gói vô nè, rất là dễ cả nhà ơi. Quan trọng lúc mà mình khuấy bột thôi, khuấy bột mà mình chín quá là không được. Nếu chín quá thì ta cho thêm 50g bột năng và 100ml nước nữa, mà nước lạnh á, mình khuấy từ từ vô là được. Mình xếp vào trong trong chõ rồi mình đem hấp. Hấp bánh thì mình để lửa nho nhỏ thôi. Khi hấp thì mình đi làm cái khác. Mình hấp bánh được 8 phút, bánh trong rồi mình lấy ra. Mình chờ cho nó nguội rồi mình gỡ giấy ra. Bánh của mình nguội rồi, bây giờ mình lấy bánh ra nè. Và khi mình lấy bánh ra thì mình thoa trên dĩa một tí ít dầu để cho nó khỏi dính. Với bao nhiêu nguyên liệu thì mình làm được rất nhiều bánh luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình thưởng thức, mình mời cả nhà nha. Cả nhà xem cái bánh của mình nè, rất là trong nè. Trong veo luôn. Bánh mềm dẻo ngon lắm cả nhà ơi. Và nhân cũng ăn rất là vừa ăn. Nước mắm thì rất, rất là ngon, mình có thể uống được. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.